là anh biết Tuấn có tham gia nè, anh biết Quy có tham gia nè. Thì lo nhất là Hiếu, tại vì sợ rằng là Hiếu sẽ ngại, chứ anh em thì không ngại. Bởi vì Hiếu ngại thì Hiếu sẽ bị gọi là có khoảng cách và ngại tiếp chuyện. Nhưng mà cũng không biết sao mà giờ cũng dữ. Thì là cảm ơn anh Giang nhiều lắm luôn chứ. Tại vì ý là em tham gia tập 1 là em bị áp lực. Tại vì em không biết là mình nên nói gì. Em cũng không biết là phải hài hay là phải như thế nào. Tại Mừng cứ khuyên là phải về coi chương trình bên Hàn Quốc rồi bắt chước rồi. Cái tôi phải chọn cho mình một tính cách. Cái em bị áp lực, em không biết làm sao ấy. Tập với lại Tiểu Vi. Tiểu Vi, đúng rồi. Tập với Tiểu Vi, cái xong lúc đó bên biên tập mới đưa ra một cái bản là cướp đi. Cướp mấy con sò đó. Trời ơi. Biên tập. Cái xong em ấy là em đọc cái em bị là cảm giác là giống như là nhiệm vụ của em bây giờ phải cướp. Nhưng mà ý là em làm không được. Đúng rồi. Chứng là em làm không được, em nghĩ trong đầu là đúng cái phải là không tính cách của mình. Đúng rồi, ý là em không cướp được. Tại tính em nó không giống vậy. Nhưng mà sau cái cuối cùng quyết định là không cướp. Nhưng mà lúc mà về á, em cảm thấy bị có lỗi. Tại em thấy là em cảm giác là em không có hoàn thành được nhiệm vụ của biên tập. Của biên tập, của chương trình á. Thì là anh Giang mới nói là em cứ là em. Phải là em mới là phải là những gì mà thật nhất. Thì là lúc đó là qua mấy tập sau là em hết áp lực luôn. Không, thôi để anh nói trước cho nè. Nè, anh nói thật lòng nè. Những con người này là những đứa em tôi, là thưa quý vị là đây nằm, là những người sống tử tế. Đó là điều nhận xét đầu tiên của Trường Giang dành cho tụi em là sống tử tế. Cho nên anh nghĩ là mọi người sẽ được nhiều hơn sau chương trình này. Và hiện tại đã có rồi Lâm ha. Dạ. Hiện tại là Lâm được rất là nhiều show nè. Hiếu thì được nhìn nhận ở một góc độ hoàn toàn khác biệt. Đó không phải là anh nói mà đó là chỉ là Mai Phương Thúy nói. Đó là nói là em thấy Hiếu trưởng thành rất nhiều. Còn Tuấn với cái bề dày về điện ảnh và với cái kỹ năng của Tuấn thì khỏi phải bàn. Đó, còn Rick thì là một người rất là ham học hỏi. Đúng là rồi. Chịu khó và rất là lễ phép. Đó là về Rick. Trong cái chương trình này hai người mà anh không có gọi là sợ là Huy với lại Tuấn. Huy là vì sao? Kỹ năng Huy về MC, về diễn viên, ca sĩ là nó dư dả rồi. Đúng rồi. Tuấn là một người đã trải nghiệm rất nhiều, mặc dù tuổi nhỏ hơn anh nhưng mà nhiều khi dạng anh luôn. Chỉ có anh hay take care là ba bạn còn lại. Là tại vì Lâm á là năng lượng dư luôn. Đúng rồi, em bị dư mà biết điều hướng ở cái bên để chụp cái. Thật sự ra qua chương trình này á, anh cũng đọc nhiều comment, cũng thấy thương người anh. Mọi người có nói là anh Giang bị hơn thua nè, mỗi lần anh Giang thua cái anh Giang hay cọc nè, rồi anh Giang kiểu tỏ vẻ ta đây này nọ. Thật sự ra tại vì cái cơ mặt anh Giang á, giống như là cái nhân vật mười khó á, nó vận vô cái khuôn mặt của anh Giang á. Là cái là anh hay nói đùa là anh Giang á, cái mặt nó cứ nhầu như trái táo tàu vậy đó. Mình không phải biện minh nhưng mà mình muốn chia sẻ với mọi người á là ảnh luôn lo cho mọi người, để ý từng ly từng tí, để ý đứa em mà yếu nhất, nâng đỡ từng chút đến nỗi mà đôi khi mà tụi Tuấn cũng phải ganh tị với Hiếu chứ, đúng không? Cũng là anh em với nhau mà ấy, nhưng mà mình thấy là ảnh lo cho cái lớn hơn á, là cái chương trình là phải là 6 anh em đều, ai cũng có những cái cá tính, những cái bản lĩnh, những cái tự tin của mình. Hiếu thứ hai có thể là kiệm lời, ít nói hơn. Nhưng mà đó là mảnh ghép của 6 anh em tụi tôi. Và 6 anh em là 6 mảnh ghép. Không thể nào thiếu được.